tuy không lớn nhưng thực sự rất là chất. Kính thưa quý vị, hôm nay Công Tiến xin ghi lại video ngắn này để gửi tới quý các anh chị sắp tới đây, những ai có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công tiểu cảnh, đặc biệt là hồ cá koi, thì video ngắn này sẽ gửi cho quý vị và các bạn một thông điệp nhỏ về tất cả các quy trình kỹ thuật để có một hồ thủy sinh đẹp, đủ các tiêu chuẩn nghệ thuật cũng như là chất lượng môi trường nước để có thể nuôi được cá koi. Thưa quý vị, đây là một cái sảnh trước hiên của một gia chủ tại thành phố Lào Cai. Công Tiến đã đủ duyên về tới đây chia sẻ, tư vấn và thi công đến giờ phút này thì mọi công việc đã hoàn tất và bắt đầu được đi vào sử dụng. Và với tổng diện tích là 30 m2, Công Tiến đi lại gần để cho các anh chị có thể cảm nhận được một sự đơn giản nhưng rất tinh tế từ viên đá khối đá nghệ thuật. Vâng, thưa quý vị, đây thì bên ngoài là những tổ hợp của những viên đá cổ thạch được sắp đặt rất là tự nhiên, xen kẽ những cây hoa nghệ thuật. Vâng, phía bên trong đây là một hệ thống thổi luồng. Cây hoa được bố trí xen kẽ với những khối đá rất là đẹp. Công Tiến sẽ đi lại sâu hơn để quý các anh chị cảm nhận về môi trường phía bên trong của hồ. Và thực ra đây là một hồ thủy sinh có thể nuôi được cá koi chứ không phải là hồ cá koi tiêu chuẩn, vì đây là nguyện vọng của gia chủ, cũng chỉ muốn làm với tính chất là nuôi được tất cả các loại cá. Hiện tại thì gia chủ mới thả được một vài những con cá sử dụng, và thời gian nữa thì gia chủ đầu tư một số lượng cá koi tương đối vào đây, đến lúc đó cái hồ của chúng ta sẽ rất đẹp. Vâng, cái hồ này được ăn uốn lượn xung quanh của sảnh phía trước và vòng vào tới khu vực phía cầu thang. Sự bố trí rất tự nhiên nghệ thuật, cảm tưởng như đó là một dòng suối thật. Những khối đá cổ thạch chúng ta có thể đi được xung quanh. Chính sự phong hóa tự nhiên cho ta một cảm giác gì đó rất là hoang sơ giữa thiên tạo và nhân tạo kết hợp lên, tạo lên một sự rất là hoang sơ sinh thái tự nhiên. Quý các anh chị có nhu cầu được tư vấn thi công về tiểu cảnh hồ koi, liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ hội chia sẻ cho quý các anh chị. Anh em đang có ý định để bắt cá này. Ở phía bên trong này có một con cá hải tượng nặng khoảng tầm 50 cân. Đây, con cá hải tượng của chúng ta rất là đẹp, có thể đến 50 cân. Nhưng mà anh em khả năng sẽ không bê nổi con cá này. Tiểu cảnh của chúng ta đứng xa ra nhìn bao quát một cách tổng quan rất là đẹp, tự nhiên, sinh thái rực rỡ một góc nhà. Vâng, Công Tiến sẽ đi vào phía bên trong để cho quý các anh chị cảm nhận thêm một tác phẩm nghệ thuật nữa. Vâng, kính thưa quý vị, đây mới chính là một kiệt tác nghệ thuật thực sự ở phía bên trong của ngôi nhà. Vâng, đây là một trong những khách sạn nổi tiếng. Vâng, đó chính là khách sạn Hoàng Long của phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Vâng, được Công Tiến đủ duyên trở về đây tư vấn thiết kế và thi công hệ thống tiểu cảnh hồ koi. Và đến giờ phút này thì mọi thứ đã hiện hữu lên và đang bắt đầu cho vào thử nghiệm sử dụng. Quý các anh chị có thể cảm nhận được thấy sự tinh tế
qua nghệ thuật sắp đặt của những phôi đá lớn. Và tổng diện tích của cái hồ kỳ này, phía bên trong này là 60 m². Và thì có 30 m² của tiết diện phần mặt nước. Và đây là hệ thống cá mà gia chủ cũng vừa mới thả được ít hôm. À, trên thực tế thì cái hồ này đang được thử nghiệm, mới được bàn giao chưa quá 30 ngày và đang được thử nghiệm. Hệ thống nước ở đây còn có thể được công tiến điều chỉnh. Một thời gian nữa nước sẽ rất là trong. Vâng, thưa quý vị, cái đặc biệt nghệ thuật ở đây đó chính là nghệ thuật sắp đặt, tạo lên những tổ hợp của những khối đá tự nhiên rất là tinh tế. Đây, những khối đá cổ thạch lớn chúng ta có thể đi được lên phía thác bên trong này. Và hệ thống thác tràn từ phía bên trong tạo cho chúng ta một sự tự nhiên hấp dẫn. Và đó cũng là để cho có một năng lượng oxy rất lớn cho những chú cá có thể có năng lượng và phát triển mạnh hơn. Quý các anh chị có nhu cầu được tư vấn thiết kế và thi công hồ cá koi, xin liên hệ cho Phạm Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ hội chia sẻ cho quý các anh chị chi tiết hơn.